Xin chào tất cả mọi người, sau đây mình xin giới thiệu bài Đại cương thuốc hùng thần. Mục tiêu của bài học có 3 mục tiêu chính của bài học. Đầu tiên là trình bày được những cái nhóm thuốc hướng thần chính. Thứ hai là trình bày được tác dụng chỉ định chính của các loại thuốc hướng thần. Và thứ ba là trình bày được tác dụng không mong muốn của từng loại thuốc hướng thần. Đầu tiên thì mình sẽ có 5 loại thuốc hướng thần chính và cái mục thứ 6 thì mình xin giới thiệu một số các loại thuốc hướng thần khác. Thuốc hướng thần, 5 nhóm thuốc hướng thần chính bao gồm là an thần kinh, chống trầm cảm, giải lao bình thần, chỉnh khí sắc và nhóm kích thần. Đầu tiên là về thuốc an thần kinh thì còn được gọi là thuốc chống loạn thần. Cơ chế chính của nó là kháng receptor dopamine. Ngoài ra còn có kháng các receptor khác với các mức độ khác nhau. Một số tác dụng chính bao gồm chống loạn thần, gây ngủ, giảm rối loạn hành vi. Đấy là một số tác dụng chính. Ngoài ra thì ở thuốc thần kinh thì có một số cái tác dụng khác tùy vào mục tiêu điều trị riêng của từng bệnh nhân khác nhau. Một số tác dụng phụ thường gặp ví dụ như là rối loạn vận động, các triệu chứng ngoại tháp, buồn ngủ, tăng cân, tụt huyết áp, rối loạn nội tiết. Chỉ định chính của các thuốc an thần kinh là chống loạn thần trong trường hợp phân liệt này, loạn thần cấp này, giảm này, rối loạn giấc ngủ, rối loạn hành vi này, rối loạn cảm xúc, có rối loạn lo âu này, hay còn có tăng động, giảm chú ý, rối loạn tích, hoặc là thậm chí có thể dùng để điều trị nôn, buồn nôn. Phân loại thì an thần kinh có hai nhóm chính, đó là thuốc an thần kinh truyền thống và an thần kinh thế hệ mới. Nhóm thuốc an thần kinh truyền thống thì hay còn gọi là an thần kinh thế thứ nhất này, an thần kinh điển hình này, an thần kinh thế hệ mới hay còn gọi là an thần kinh thế thứ hai, an thần kinh không điển hình. Đối với nhóm an thần kinh truyền thống thì sẽ có một số loại thuốc phổ biến, ví dụ như là haloperidol, amitriptyline, sulbactam có tác dụng tốt lên triệu chứng dương tính của bệnh nhân phân liệt nhưng mà ít tác dụng lên triệu chứng âm tính, sẽ gây nhiều tác dụng phụ ngoại tháp. Đây chính là lưu ý của những nhóm thuốc an thần kinh truyền thống, thường là sẽ gây nhiều tác dụng phụ ngoại tháp hơn so với nhóm thuốc an thần kinh thế hệ thứ hai. Đối với nhóm an thần kinh thế hệ mới, nhóm an thần kinh thế hệ thứ hai, an thần kinh không điển hình thì mình sẽ có một số loại thuốc phổ biến, ví dụ như là risperidone, olanzapine, quetiapine. Nó sẽ có tác động trên cả hệ dopaminergic và hệ serotoninergic. Ngoài ra thì còn gây tác dụng như kháng cholinergic. Các tác động trên hệ histaminergic thì có thể gây yên dịu và buồn ngủ này, gây hạ huyết áp này. Đối với nhóm thuốc an thần kinh thế hệ mới thì nó sẽ có tác dụng trên cả triệu chứng dương tính và âm tính của bệnh phân liệt. So với cái nhóm thế hệ thứ nhất thì nó sẽ ít gây ra phụ ngoại tháp hơn, nhưng mà nó có thể gây ra một số những cái rối loạn chuyển hóa, ví dụ như tăng cân, béo phì, rối loạn lipid máu. Từ đó thì mình có thể cân nhắc xem là bệnh nhân nào ví dụ như quá béo, rối loạn mỡ máu thì mình sẽ có thể là cân nhắc những nhóm thuốc ví dụ an thần kinh thế hệ thứ nhất chẳng hạn. Chúng ta sẽ có một số lưu ý khi sử dụng, ví dụ như thường thì sẽ bắt đầu sử dụng an thần kinh từ liều thấp, tăng hoặc giảm liều từ từ, tránh thay đổi liều đột ngột. Liều thích hợp chính là cái liều mà có tác dụng điều trị và không gây ra hoặc là ít gây ra các tác dụng phụ nhất có thể. Và trong quá trình sử dụng thì mình sẽ theo dõi các tác dụng không mong muốn, cân nhắc điều chỉnh liều hoặc đổi sang các loại thuốc khác nếu cần. Nhóm thuốc thứ hai thì là nhóm thuốc chống trầm cảm. Tác dụng chính tất nhiên là sẽ điều trị cho trầm cảm, tác dụng chính chống trầm cảm tăng khí sắc. Với cơ chế chính đó là ức chế tái hấp thu serotonin, dẫn đến là tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh serotonin. Bởi vì là như mọi người đã biết thì thuyết gây ra bệnh sinh của trầm cảm đó là giảm chủ yếu chất dẫn truyền thần kinh serotonin mà. Đối với chỉ định chính của thuốc chống cảm ngoài để điều trị rối loạn trầm cảm thì nó còn được chỉ định để điều trị các rối loạn lo âu hoặc sợ ám ảnh, ví dụ như là PTSD hay là OCD. Ngoài ra thì có các chỉ định khác, ví dụ như là rối loạn ăn uống, đau mãn tính. Tác dụng không mong muốn đối với nhóm chống trầm cảm ba vòng thì tác dụng kháng cholinergic này, u miệng này, buồn nôn, co giật này. Đặc biệt là cần theo dõi các biến chứng tim mạch trước và trong khi điều trị, chỉ là kéo dài khoảng QT. Tác dụng trên hệ thần kinh trung ương, ví dụ như đau đầu này, lo âu, mất ngủ, ngủ gà gật, run trong mặt này. Với tiêu hóa thì buồn nôn, nôn, phân lỏng, khô miệng, chán ăn, đau thượng vị này. Chúng ta sẽ có hội chứng serotonin
hội chứng này xuất hiện khi mà mình sẽ dùng dùng quá liều, quá nhiều những thuốc chống trầm cảm vào lúc. Cái này thường xảy ra đối với những cái bệnh nhân mà trầm cảm có ý định tự sát, người ta lại dùng 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 chính những cái thuốc chống trầm cảm đấy uống thật nhiều để mong muốn là tự tử, thì nó sẽ có những cái triệu chứng như là kích động, bồn chồn, lo lắng, đau đầu. Đặc biệt là triệu chứng này thì có thể đe dọa đến tính mạng khi mà có triệu chứng như là sốt cao, co giật, rối loạn nhịp tim, hôn mê. Các thuốc chống trầm cảm thì đều được cho rằng là nó có làm tăng nguy cơ tự tử trong giai đoạn đầu sử dụng đối với những người dưới 25 tuổi. Thực ra cái này thì nó không hẳn là 100% những người sử dụng thì nó sẽ tăng nguy cơ tự tử. Mà những cái thuốc thì có tùy những thuốc có cái mức độ nó sẽ tăng hay giảm, tăng nhiều hay tăng ít, nó sẽ khác nhau. Cái này thì trên lâm sàng thì mình sẽ theo dõi sát trong quá trình sử dụng, đặc biệt là khi lần đầu kê thuốc chống trầm cảm cho những bệnh nhân có trầm cảm với ý định tự sát. Để phân loại thì mình sẽ có những cái nhóm như là nhóm thuốc chống trầm cảm 3 vòng này, nhóm chống trầm cảm không có cấu trúc 3 vòng, không IMAO này, nhóm thuốc ức chế men monoamino oxidase này. Thì nhóm thuốc chống trầm cảm 3 vòng thì mình sẽ có các tác dụng dịu giải lo âu, ví dụ như là thuốc amitriptyline, elavine, hoặc là loại có tác dụng mặt hóa kích thích mạnh. Còn đối với thuốc chống trầm cảm không cấu trúc 3 vòng, không IMAO thì mình sẽ có những cái nhóm phổ biến, ví dụ như là nhóm NSRI, nhóm NSA, nhóm SNRI với các cơ chế tương ứng, đó là ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin này, ức chế tái hấp thu noradrenaline và chọn lọc serotonin, và ức chế tái hấp thu serotonin và noradrenaline. Ở thời điểm hiện tại thì những cái nhóm thuốc phổ biến nhất là nhóm thuốc NSRI sẽ được sử dụng như là first line đối với rất nhiều các rối loạn trầm cảm và rối loạn lo âu. Đến với nhóm thuốc thứ ba là nhóm thuốc chỉnh khí sắc, thì mình sẽ có các đặc trưng của thuốc, ví dụ như là các tác dụng điều trị trên các giai đoạn cấp cả hứng cảm và trầm cảm của rối loạn cảm xúc lưỡng cực này, có tác dụng trên một cực của rối loạn cảm xúc mà không gây chuyển sang cực kia, sẽ có tác dụng làm giảm thay đổi khí sắc trong loạn khí sắc mà có tác dụng dự phòng tái phát các bệnh lý cảm xúc khi được điều trị lâu dài. Chỉ định chính của những cái nhóm thuốc này đó là đối với những cái rối loạn hưng cảm cấp diễn, cơn cấp diễn, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, kể cả hưng cảm hay trầm cảm, loạn khí sắc chu kỳ. Thuốc chỉnh khí sắc còn được sử dụng phối hợp liều thấp với các thuốc an thần kinh hay chống trầm cảm trong các trường hợp trầm cảm kháng trị, rối loạn phân cảm xúc, rối loạn nhân cách ranh giới. Để phân loại thì mình sẽ có muối lithium này, các thuốc chống co giật và các thuốc khác. Tác dụng không mong muốn của các nhóm thuốc, ví dụ như đối với lithium thì nó sẽ gây ra là buồn nôn, chán ăn, nôn mửa, tiêu chảy, tăng cân này, giảm nhận thức, giảm trí nhớ này, đa niệu, hơi uống nhiều. Đối với nhóm valproate thì nó sẽ gây buồn nôn, ăn thần, run, đau bụng, tăng cân, giảm tiểu cầu, rối loạn kinh nguyệt. Tác dụng phụ nghiêm trọng nhất hay thường gặp đó chính là xuất hiện, đó chính là cái hội chứng Stevens Johnson. Cho nên là khi sử dụng những cái thuốc này thì mình cũng sẽ rất là cân nhắc và cẩn thận, dặn bệnh nhân là phải theo dõi hết sức cẩn thận những cái triệu chứng, nếu có bất thường thì sẽ phải khám lại ngay và có thể là đổi thuốc. Đối với các mamazepine thì nó sẽ gây những triệu chứng là nhịp đôi, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, điều hòa, nổi mẩn da, hội chứng Stevens Johnson, cũng là một cái triệu chứng, cái tác dụng phụ rất là nghiêm trọng. Nhóm thuốc tiếp theo là nhóm thuốc giải lo âu, có tác dụng đó là chống lo âu, ngoài ra thì có tác dụng khác gây là yên dịu, dễ ngủ, giãn cơ, chống co giật. Các tác dụng phụ không mong muốn như là buồn ngủ quá mức này, giảm tập trung chú ý, giãn cơ, chế hô hấp.